Trần Dị Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin Thế Giới và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm 24 tây tháng 9 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, À, chúng ta đi vào phần tin tức ngày hôm nay bản tin đầu tiên tin từ Mexico City một chiếc máy bay thương mại báo cáo là bị đánh cắp từ Mexico đã gặp tai nạn ở tại Guatemala vào một khu rừng ở tại quốc gia này khi mà cả tên à, công tặc đã tìm cách gọi là bay tới Venezuela và khiến cho hai người đã bị chết trên chiếc xe này cùng với một số ma túy và vũ khí trong bản statement thì giới sức quân đội của Guatemala đã xác nhận cái vụ tai nạn này đã diễn ra ở khu vực rừng già của Guatemala với chiếc máy bay có tên với chiếc máy bay là Hawker 800 có hai động cơ máy bay từ khu vực quốc gia Trung Mỹ này và bay tới Venezuela. Tuy nhiên thì chiếc máy bay này đã gặp tai nạn ngay tại Guatemala và trong đó thì sau khi mà nó rớt xuống thì quân đội Guatemala đã tới xác nhận và tới để mà điều tra và họ đã phát hiện ra một số vũ khí cũng như là một số ma túy nằm ở trong chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này trên chính ra là nó đã được cất cánh từ cái phi trường gọi là Cuernavaca Airport nằm cách 45 dặm về phía nam của Mexico City và sau đó thì những chiếc máy bay này đã bị hijack tức là đã bị cướp đi và rồi thì bay trực chỉ tới Venezuela. Tuy nhiên trên đường bay thì nó đã gặp tai nạn ngay tại Guatemala. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó thì Australia, một ngân hàng của họ được xem là ngân hàng lớn hàng thứ hai đã chấp nhận trả lên tới 919 triệu tiền phạt cho vấn đề rửa tiền. Đây là một trong những cái tài tiếng mới nhất tại thủ, thủ, à, nước Úc. Westpac được xem là cái ngân hàng lớn hàng thứ hai của nước Úc đã đồng ý chi trả 1.3 tỷ đồng Úc kim, tức là khoảng 919 triệu Mỹ kim cho tiền phạt về các cái uh, chi nhánh của họ đã có cái hành động được xem là vi phạm vào cái luật chống rửa tiền và chống khủng bố của nước Úc. Đây được xem là một trong những cái tai tiếng tài, tiến tài, tài chính lớn nhất tại nước Úc. Nước Úc đã bùng nổ sáng ngày hôm nay. Theo tin cho biết thì uh, phía công uh, cái ngân hàng này gọi là Austrac đã đồng ý uh, 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 với công ty Westpac là sẽ trả tiền phạt sau khi công ty này uh, cái uh, ngân hàng này thừa nhận là đã không báo cáo 19.5 triệu mỹ tính kim, cho cái vấn đề chuyển tiền quốc tế và trong đó có 7 triệu 7 tỷ mỹ kim giữa tháng 11 năm 2013 cho tới tháng 9 năm 2018 và nếu như tòa án liên bang mà phán tội cho công ty này thì đây là một trong những án phạt nặng nề nhất và kỷ lục nhất của nước Úc. Và trong đó thì ngân hàng này đã thiếu cái sự minh bạch trong việc báo cáo tất cả những cái hệ thống chuyển tiền của họ và trong đó thì có những cái tiền có những cái hành động được xem là vi phạm vào cái đạo luật chống rửa tiền và chống khủng bố à, hoạt động tài chính khủng bố của nước Úc. Đây là một trong những cái tai tiếng về tài chánh lớn nhất đang diễn ra tại nước Úc và có liên hệ với nhiều nhân vật chính trị tại nước Úc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó, công ty Huawei đã cắt giảm 100 triệu đầu tư tiếp theo sau việc chính quyền Úc đã ban lệnh cấm họ phát triển mạng lưới 5G. Công ty Huawei đã cắt giảm 100 triệu mỹ kim à, trong một cái ngân sách để mà nghiên cứu và phát triển cùng với lại một ngàn việc làm để à, đối phó lại với tình trạng mà cái việc mà họ phát triển mạng lưới 5G của họ tại nước Úc đã bị ngăn cấm bởi tình trạng gọi là lo ngại về an ninh. À, Jeremy Mitchell được xem là một lãnh đạo của công ty Huawei tại nước Úc cho biết là công ty này sẽ cắt giảm việc làm ở các cái khu vực ở tiểu bang Star, uh, New Starwell Victoria, Queensland và Western Australia theo lời của ông này, à bà, theo lời của Microsoft cho biết thì à, à, trong ngày 22 tây thì công ty này phải giảm tất cả những cái tiềm năng nguy hiểm và họ sẽ cắt giảm 1.200 việc làm à, giờ trên à, à, tại nước úc sau khi mà bị mất đi cái quyền phát triển và nước úc đã cấm công ty này không được phép phát triển mạng lưới 5g trong cái à, nhìn à, về lợi nhuận thì à, chúng tôi đã bị có được cái lợi nhuận khoảng 750 triệu mỹ kim và nó có thể đạt tới 1 tỷ Mỹ Kim với việc phát triển mạng lưới 5G. Tuy nhiên tình hình này đã không còn được nữa và nó có thể dưới mức 200 Mỹ Kim, 200 triệu Mỹ Kim và điều này có thể là khiến cho chúng tôi phải cắt giảm. Đây là một trong những cái tác động mạnh nhất nhắm vào công ty Huawei sau khi công ty này đã bị khối ngũ nhãn loại trừ ra khỏi việc phát triển mạng lưới 5G và hiện nay anh cũng đã quyết định và Úc, Canada và Hoa Kỳ cũng như New Zealand là năm quốc gia đã loại trừ mạng lưới 5G của huawei ra khỏi mạng lưới network của họ đây là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới công ty huawei và bên cạnh đó thì bản tin mới nhất từ à, phía đài loan cho biết là idaho một trong những tiểu bang của hoa kỳ đã à, chính thức sẽ viếng thăm đài loan trong ngày lễ song thập đây là một trong những cái tin khá vui cho đài loan thống đốc của tiểu bang idaho tại hoa kỳ là Brad lido đã lên tiếng cho biết là ông sẽ có mặt trong cái ngày Uh, double Ten Day tức là ngày lễ song thập tức là ngày lễ quốc khánh của Đài Loan. Uh, trong một cái loan báo mới nhất thì uh, đây là một cái cuộc uh, gọi là có một cái chiều dài trao đổi lịch uh, lịch sử của Đài Loan với lại tiểu bang Idaho và sự hợp tác của đôi bên. Và trong đó Đài Loan đã có cái việc đóng góp lên tới 100.000 cái uh, khẩu trang trong việc chống siêu vi khuẩn của hãng cho riêng tiểu bang Idaho. Và cái uh, tình bạn hữu giữa Đài Loan và Idaho đã có từ năm 1984. Sau khi mà Đài Loan đã bị uh, loại trừ ra khỏi cái uh, cơ chế của Liên hợp Quốc từ năm 1979 và từ đó thì Idaho đã có những mối quan hệ rất mật thiết với lại Đài Loan. Nay thì phía Đài Loan cho biết rằng là họ chính thức sẽ welcome nếu như mà thống đốc của tiểu bang Idaho có thể viếng thăm Đài Loan trong dịp lễ song thập để thúc đẩy việc hợp tác phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục và những cái uh, những cái việc khác ở trong cái mối quan hệ giữa tiểu bang này và đảo quốc Đài Loan đó là một trong những cái tin vui cho Đài Loan ngày hôm nay bên cạnh đó thì từ Tân Cương bản tin cho biết là đã có thêm nhiều trại cưỡng bức lao động trong chưa được phát hiện trong một cái bản báo cáo mới nhất Trung Quốc đã gia tăng cái mạng lưới trung tâm giam giữ của họ tại à, khu vực Tân Cương đặc biệt đối với phó với người Duy Ngô Nhĩ tại đây và họ đã âm thầm có thêm nhiều cái trại tù và nhiều cái trại giam giữ à, mà không có được à, cộng đồng quốc tế phát hiện và bản báo cáo này cho thấy đã có hơn 100 cái trung tâm giam giữ à, và một à, và so với những cái trung tâm điều tra trước đây và trong đó các cái hình ảnh của vệ tinh chụp xuống cho thấy và kể cả những cái lời phỏng vấn trực tiếp từ những nạn nhân của những cái trò cưỡng bức lao động này tại Trung Quốc, trên 60 trung tâm đã được phát hiện ra từ tháng đã được xây dựng thêm xin lỗi quý vị từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 và trong đó có thêm 14 trại đang nằm trong tình trạng xây dựng và hầu hết tất cả những cái khu vực này đều có đặt cái tình trạng an ninh rất cao và gần như là nó có cái hình nó có cái hình dáng và nó có cái mô thức giống như những trại tù theo tường trình của tác giả của cái bản báo cáo này của tên là Nathan Russer đã cho biết khi mà tôi phát hiện được những cái cuộc nghiên cứu và thấy rằng là phía phía Trung Quốc vẫn tiếp tục cho xây dựng những trung tâm giam giữ này và họ đã xây dựng 60 thêm 60 cái trung tâm giam giữ kể từ năm 2019 cho tới năm 2020 và hiện nay vẫn còn đang có 14 cái trung tâm giam giữ mới đang trong tiến trình xây dựng và trước đó thì có khoảng 70 cái trung tâm giam giữ đã có đã giam giữ rất nhiều những người duy ngô nhĩ ở trong tất cả những trại cưỡng bức lao động này đây là một trong những cái phát hiện mới nhất trong đó khi đó thì tờ báo do đảng cộng sản trung quốc làm chủ tức là đà tờ báo lá cải Global Times đã báo cáo rằng là tất cả những cái người mà đó nằm trong cái danh sách được xem là à, ký giả bị lên danh sách đen đều bị cấm cửa không được phép bước chân vào Hoa Kỳ ê, bước chân vào Trung Quốc. Những người này là những ký giả đã tìm ra được những cái à, sự hoạt động trong các trại cưỡng bức lao động và các trại tù ở Tân Cương và được che đậy bằng một cái hình thức là trại huấn nghệ và trung tâm đào tạo về chuyên môn. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình bức hại người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc tại Tân Cương. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của ở trung quốc và cũng liên quan tới trung quốc ngày hôm nay trong cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng của tập cận bình lại bắt thêm một con cá lớn theo lời của phía truyền thông của trung quốc cho biết cựu lãnh đạo của cái cơ quan gọi là cảnh sát quốc tế và từng là một lãnh đạo của cơ quan tình báo trung quốc đặc trách và đặc trách về tân cương đã bị tố cáo là sử dụng quyền lực để trao đổi tình dục với những uh, nhân vật ở trong chính quyền của uh, Trung Quốc đã bị truy tố. Đây là một trong những cái uh, nhân vật mới nhất đã được uh, uh, phanh phui ra. Trong đó thì trong cái việc mà crackdown tức là dập tắt cái tình trạng uh, tham nhũng tại Trung uh, Trung Quốc thì nhân vật này là Bo Xilai là vốn vốn là đã bị kết án tòa, kết án uh, tù chung thân từ năm 2013 trong cái tội gọi là tham nhũng tức là bạc hy lai à, và à, sau đó thì bạc hy lai đã à, là một trong những nhân vật được xem là bị tập cận bình trừng à, trị và một trong những à, đồng minh của tập cận của nhân vật này chính là John Yang Khan được xem là một trong những lãnh đạo của ngành cảnh sát và đồng thời cũng là lãnh đạo của văn phòng cảnh sát quốc tế trước đây tại nước Pháp đã bị truy tố và kết tội tham nhũng và bây giờ ông ta bị tố cáo thêm nhiều tội danh khác sau khi mà ông ta đã bị phía Trung Quốc bất ngờ bắt giữ ở tại Trung Quốc khi mà ông ta quay trở lại Trung Quốc và người vợ đã và đã từng gửi cho người vợ một tấm hình trong đó có hình một con dao tức là cái biểu tượng mà ông ta đang gặp nguy hiểm. Ông này tên là Man Conway đã bị kết án trên 13 năm tù vào tháng Giêng năm nay cho tội gọi là tham nhũng và là lấy hối lộ. Tuy nhiên thì giờ đây ông ta đã bị truy tố thêm tội là dùng quyền lực để mà trao đổi tình dục và thăng cấp cho một số thuộc hạ. Ông này vốn đã mất tích từ năm 2018 khi viếng thăm Trung Quốc từ nước Pháp và nơi đó ông ta đã bị bắt giữ và sau đó thì ông ta đã nhận tội lên tới uh, tiền hối lộ lên tới 2.1 triệu Mỹ Kim trong tiền hối lộ. Đây là cuộc thanh trừng lớn nhất mà Tập Cận Bình nhắm vào những phe phái uh, được xem là thân cận với Giang Trạch Dân và trong đó thì phía tập cận bình dường như đang tìm cách thu tóm quyền lực và bây giờ bản án dành cho ông men hongwei này vẫn là một nhân vật được xem là một cái cảnh cáo đối với phe đối lập và cái cuộc thanh trần này trong khi đó thì trước đây nhân vật được xem là nặng nề nhất là bạc hy lai và vợ của bạc hy lai thì cũng đã bị kết tội về tội sát nhân khi mà liên quan tới cái chết của một công dân thương gia người anh đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay trung quốc lại ban lệnh cấm Đối với lại một à, nhà một à, nhà trí thức của Úc để trả đũa việc mà Trung Quốc đã à, Úc đã có những cái à, hành động được xem là mà Trung Quốc cho rằng là gây hại cho cái hình ảnh của Trung Quốc. Hai nhà trí thức của Úc đã bị cấm không được bước chân vào Trung Quốc sau khi mà Trung, à, phía Úc đã à, à, hủy bỏ visa của hai à, nhà trí thức của Trung Quốc cho vấn đề an ninh quốc gia, tường trình của giới truyền thông Trung Quốc cho biết. Clip Hamilton một giáo sư của úc và là một nhà văn của tác phẩm về cái tác phẩm gọi là trung quốc tìm cách có những cái chiến dịch À, ai gây ảnh hưởng vào các quốc gia khác cùng với Alex Joske được xem là một chuyên gia về Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc với lại à, cái tổ chức chiến lược của Úc có tên là Australian Strategic Policy Institute đã bị ngăn cấm không được phép bước chân vào nước Úc, Ê, xin lỗi quý vị bước chân vào Trung Quốc sau khi mà họ công bố những cuốn sách của họ và việc này là hành động mà Trung chính quyền Trung Quốc đã trả đũa đối với việc mà Úc đã ngăn cấm và rút lại visa của hai nhà trí thức của Trung Quốc đến à, đến Úc để mà tham quan và tham gia vào một số những cái việc nghiên cứu. Tuy nhiên, thân phận của hai người này đã bí ẩn tới mức mà Úc phải rút lại cái visa này vì tình nghi họ hoạt động gián điệp cho lực lượng PLA. Đây là một trong những cái à, là hành động trả đũa mới nhất của phía Trung Quốc nhắm vào hai nhà trí thức của Úc sau khi mà Úc đã có những cái cuộc gọi là... À, xét lại một cách gây gắt trong tất cả những cái chiếu kháng dành cho những công dân Trung Quốc, đặc biệt là những du học sinh những nghiên cứu sinh và kể cả những tầng lớp trí thức của Trung Quốc. Vào tháng trước thì Úc đã rút visa của Chen Hong và Li Chun là những người đã điều hành một cái viện nghiên cứu Úc ở tại uh, trường đại học của gọi là X China Normal University và một cái tức là cái khu vực mà ở Trung Quốc và những người này làm việc cho chính quyền của Bắc Kinh và do đó Úc đã không có uh, chấp nhận cho những cái này bước chân vào Úc và rút lại visa. Bây giờ thì Trung Quốc trả đũa bằng cách ngăn cấm hai nhà trí thức của Úc bước chân vào lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó thì uh, những ký giả Úc mà đã từng đào thoát đến tòa đại sứ và lãnh sự quán trước khi mà bị cơ quan mật vụ của Trung Quốc bắt giữ và thẩm vấn đã kể ra câu chuyện của họ. Đã kể ra câu chuyện của họ liên quan tới việc thời gian mà họ làm việc ở tại uh, Trung Quốc. Hai người này là Michael Smith và Bill Burton là vốn là hai người đã bỏ trốn vào tòa tổng lãnh sự quán của úc ở tại thượng hải và tòa đại sứ quán của úc ở tại bắc kinh trước khi mà họ lên đường trở về nước úc à, sau khi mà họ bị cơ quan mật vụ của trung quốc tìm bắt và rượt bắt để mà thẩm vấn họ sau khi đào thoát về nước Úc một khoảng thời gian thì cả hai người đã bắt đầu lên xuất hiện trên một số cơ quan truyền thông để kể về cái gì, những gì mà họ đã sống và làm việc tại Trung Quốc. Hai người này đã có ít nhất 5 năm sống tại Trung Quốc và làm việc cho các cơ quan truyền thông của Úc. Và họ nói rằng trong thời gian gần đây, gần như là cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được kích động rất mạnh tại Trung Quốc. Và ở Trung Quốc, quý vị không thể có những lời nói ngược. Và ở Trung Quốc, Quý vị sẽ không tìm ra được một tiếng nói đối lập nào vì tất cả đều đã bị bịt miệng và tất cả đã bị trừng thị. Đây là lời phát biểu của ông Bertolt. Ông nói rằng phía Trung Quốc đã gần như là có những cái chính sách rất gắt gao đối với lại công dân của họ, đặc biệt là trong thời gian mà họ đang có những căng thẳng đối với Úc và với Hoa Kỳ. Cả hai khí giả này, một người làm việc cho tờ đài truyền hình ABC, và một người làm việc cho tờ Financial uh, Review đây là hai tờ báo và tờ Financial Times Review và cả hai người đều đã đào thoát ra khỏi Trung Quốc trước khi bị mặc vụ bắt giữ và trong cái lời kể của họ về những người dân của Trung Quốc đang sống trong sự lo sợ và gần như là những người dân Trung Quốc rất uh, kính miệng và họ không hé môi một điều nào liên quan tới vấn đề chính trị nhạy cảm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn đây là một trong những cái tiết lộ mới nhất của các uh, ký giả của úc sau khi họ đào thoát ra khỏi à, Trung Quốc à, tiếp theo việc mà mật vụ tìm bắt họ. Trong khi đó, bước qua tình hình tại khu vực Á Châu, Thái Lan đã bắt đầu có những hành động pháp lý nhắm vào các cái nội dung trên Facebook và Twitter. Đây là một trong những cái chính sách mới nhất mà Thái Lan kiểm duyệt về truyền thông. Thái Lan đã bắt đầu những hành động pháp lý ngày thứ năm để nhắm vào công ty Facebook và Twitter sau khi hai công ty này đã bỏ mặt những cái yêu cầu là lấy ra những cái nội dung mà họ cho rằng là gây hại cho xã hội của Thái Lan. Bản tin mới nhất cho biết là đơn kiện này đã được đọc để trình bởi cái đơn kiện và khởi kiện này được đệ trình bởi cảnh sát chống tội ác không gian mạng với hai cơ quan truyền thông và họ sẽ có khoảng khi mà họ mà họ đã bỏ mặt cái lời yêu cầu là trong lòng trong vòng 15 ngày là phải lấy xuống tất cả những cái content mà được xem là gây hại cho cái uh, nền chính trị và cho cả cái xã hội của Thái Lan. Hiện nay vẫn chưa biết được là công ty Alphabet của Google có nằm trong danh sách này hay không. Đặc biệt là trên cái trang YouTube video. Tuy nhiên thì uh, hai công ty Facebook và công ty uh, Twitter đã chính thức bị uh, cảnh sát chống uh, uh, tội ác trên không gian mạng của Thái Lan đã đệ đơn khởi kiện và bởi vì họ đã không đáp ứng cái yêu cầu của phía chính quyền Thái Lan. Bộ này cho biết họ đã từng yêu cầu các công ty Facebook, Twitter và Google là phải xóa đi 30 cái uh, 3.000 xin lỗi vì xóa xóa đi 3.000 cái nội dung trên tất cả những platform của họ mà những cái uh, nội dung này là bao gồm luôn cả những cái việc chỉ trích về cái tình dục đối với trẻ em những cái và những cái lời chỉ trích đối với hoàng gia của Thái Lan theo tường trình của cảnh sát chống à, tội ác không gian mạng của Thái Lan và Twitter đã không có lên tiếng và nói nói bất cứ một điều gì, kể cả Facebook cũng Google cũng đã không có đáp ứng cái lời câu hỏi của ký giả khi mà họ đã bị khởi kiện bởi một số cảnh sát xin lỗi quý vị ở sở cảnh sát tại Thái Lan và hiện nay thì Thái Lan được xem là một trong những quốc gia đang gia tăng kiểm duyệt rất nhiều những nội dung, ngoại trừ những nội dung mà bị ngăn cấm như là liên quan tới tình dục trẻ em ra thì bất kỳ một lời chỉ trích nào đối với hoàng gia của Thái Lan đều bị xem là trọng tội và đi bị xét xử rất nặng. Tuy nhiên thì người dân Thái Lan đã sử dụng mạng xã hội Twitter và Facebook để chỉ trích những cái hoạt động của hoàng gia Thái Lan mà Facebook và Twitter đã không lấy xuống chính vì vậy mà chính cảnh sát chống tội ác trên không gian mạng của Thái Lan đã chính thức đệ đơn kiện đối với chính quyền đối với lại hai cơ quan mạng truyền thông xã hội này đó là bản tin liên quan tới từ khu vực Á Châu trong khi đó thì bản tin mà viên chức Nam Hàn đào thoát bị lọt tới Bắc Hàn không phải đào thoát mà bị bắt tại Bắc Hàn đã bị đã bị sát hại và bị đốt luôn cả thi hài đây là một trong những cái tin mới nhất từ Nam Hàn cho biết Phía Nam Hàn cho biết ngày thứ năm là phía lực lượng của Bắc Hàn đã bắn chết một viên chức của Nam Hàn, người đã bị rớt khỏi biển và đã trôi tới Nam tới Bắc Hàn và sau đó thì thi hài của ông đã bị đốt cháy. Các giới chức Nam Hàn đã lên án hành động mà họ coi là hành động đầy tàn nhẫn của Bắc Hàn và thúc giục Bắc Hàn phải uh, trừng trị tất cả những kẻ và đã ghi đã uh, can dự và buộc sát hạng này cũng như đưa ra một lời xin lỗi với phía Nam Hàn. Phía Bắc Hàn dường như là không có đáp ứng cái lời yêu cầu của phía Nam Hàn. Đây là một trong những cái căng thẳng mới nhất trong mối quan hệ giữa Nam và Bắc Hàn. Ngày hôm qua thì phía Nam Hàn đưa tin rằng một viên chức của họ đã rớt khỏi chiếc tàu và mất tích và sau đó thì được phát hiện là viên chức này đã bị trôi tới bờ biển của Bắc Hàn và bị bắt giữ bởi các binh sĩ của Bắc Hàn. Tuy nhiên ngày hôm nay bản tin cho biết là các binh sĩ Bắc Hàn đã không bắt giữ mà đã bắn chết người đàn ông này ngay tại chỗ. Và sau đó, họ đã đốt thi hài của người đàn ông này. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ phía Nam Hàn và phía Bộ Quốc phòng của Nam Hàn đã lên tiếng và yêu cầu phía Bắc Hàn phải làm rõ việc mà bắn chết một viên chức của họ, đồng thời là kêu gọi phía Bắc Hàn phải đưa ra lời xin lỗi đối với lại người dân của Nam Hàn. Đây là một trong những cái uh căng thẳng mới nhất đang diễn ra trong cái việc mà đôi bên đang có những cái uh, gọi là êm lắng trong thời gian qua khi mà Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn chưa có những cái hành động gia tăng căng thẳng giữa mối uh, quan hệ sau khi mà ông Moon Jae-in đã lên tiếng vào ngày hôm qua ở trên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế là giúp tái lập lại nền hòa bình ở bán đảo Triều Tiên sau khi mà họ chấm dứt cuộc chiến cánh đây hơn nửa thế kỷ đôi bên đã chấm dứt cuộc chiến này tuy nhiên họ kết thúc bằng một cái hiệp ước ngưng bắn không phải là một cái hiệp ước hòa bình và do đó thì ông Moon Jae đã kêu gọi cộng đồng quốc tế là thúc đẩy để có một cái thỏa ước hòa bình với phía Bắc Hàn và bây giờ thì tình hình này có thể khiến cho hai quốc gia được căng thẳng trở lại đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay cuộc thanh trần trước Đại hội 13 thì kẻ lên người xuống là chuyện bình thường và bây giờ nhân vật được xem là có thể có khả năng trở thành một trong những bộ trưởng trong nội các mới của Cộng sản Việt Nam, đó là Trần Quốc tỏ. Sau khi Trần Quốc tỏ được phong hàm làm trung tướng. Bản tin mới nhất cho biết, Thứ trưởng Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam là Trần Quốc tỏ đã được thăng thăng cấp từ bậc hàm thiếu tướng lên trung tướng và lệnh này đã được quyết định bởi Chủ tịch nhà nước tức là ông Nguyễn Phú Trọng. Và bây giờ thì ông Tô Lâm nói rằng đây là niềm vui tự hào cá nhân của Trần Quốc tỏ. Tuy nhiên, miệng nói như vậy nhưng Tô Lâm cũng rất cẩn thận bởi vì Trần Quốc tỏ có thể sẽ là người thay thế Tô Lâm trong cái cương vị Bộ trưởng Bộ Công an nếu như cuộc tranh đấu quyền lực sau đại hội 13 có kết quả và có phân định những cái vị trí. À, đây là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới những cái cuộc chạy đua vào các vị trí trước đại hội 13. Ở xã hội của cộng sản thì không có cuộc bầu cử trực tiếp từ người dân mà do Đảng Cộng sản tự phân phối quyền lực lẫn nhau và tự tranh giành quyền lực lẫn nhau ngay trong nội bộ của đảng cộng sản việt nam đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của việt nam và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay sau một thời gian báo chí khai thác về cái tai tiếng của chùa phước quang thì bây giờ thì ông thích phước ngọc đã chính thức bị trục xuất ra khỏi nhà chùa này và phải buộc ông phải hoàn tục theo báo cáo mới nhất thì từ cái giáo hội quốc danh của cộng sản việt nam thì ông phạm văn cung tức là ông Đại đức Tích Phước Ngọc 38 tuổi đã là bị đã ép buộc lừa đảo chiếm đoạt một số tiền lớn với lại Phật tử và tự xưng là trụ trì chùa Phước Quang và giám đốc của trung tâm cô nhi viện Suối nguồn Tình thương tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ thì ông này đã bị trục xuất ra khỏi chùa và đồng thời là ông này đã bị tước ra khỏi cái hàm gọi là nhà tu và được hoàn tục đây là cái quyết định của cái giáo hội phật giáo quốc danh của nhà nước cộng sản việt nam trong khi giáo hội quốc danh là cái nơi được xem là cướp trắng những cái chùa của những người nào mà bị truy tố những cái tội liên quan tới xã hội đây là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới tình hình của việt nam đặc biệt là giáo hội phật giáo quốc doanh này là cái nơi mà buộc tất cả các chùa phải hiến đất trước khi mà họ được giấy phép xây chùa à, cho giáo hội đó là một cái hành động được xem là cưỡng bức hiến đất trước khi mà họ có giấy phép còn nếu không có hiến đất thì họ sẽ không được giấy phép xây chùa đó là cái luật của cộng sản việt nam đã áp dụng đối với tôn giáo đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay văn hóa bệ rạc và tình trạng gọi là xã hội băng hoại nó đã khiến cho chính quyền cộng sản hà nội phải đưa ra những cái lời kêu gọi và những cái lời kêu gọi này tôi không biết là giới trẻ hà nội có đáp ứng hay không Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tất cả những người nào tới Hồ Gươm là không được ăn nói tục tiểu hay là phải ăn mặc lịch sự khi đi bộ trên cái phố dọc theo cái Hồ Gươm. Đây là một trong những cái yêu cầu mới nhất của thành phố Hà Nội. Điều này cho thấy là cái văn hóa ăn tục nói phét, chửi thề nó đầy rẫy tại Hồ Gươm và những cái lối ăn mặc lôi thôi lết thích và kể cả những cái người mà gọi là có cuộc sống lè phè ở Hà Nội đã ảnh hưởng tới cái mặt mũi của Đảng Cộng sản do do đó thành phố Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu những người dân nào mà xuất hiện ở hậu gươm thì không được phép chửi thề nói tục hoặc là không được phép ăn mặc lượm thượm lôi thôi đây cho thấy rằng là cái văn hóa mà Cộng sản Việt Nam vẫn mô tả là ngàn năm văn vật và trong đó thì bây giờ nó đã bị vỡ nát từng mảng khi mà người hà nội tới bây giờ mở miệng ra câu đầu tiên vẫn là câu chửi thề và cái văn hóa này nó đã ăn sâu vào trong cái uh, những người ngoài bắc từ uh, khi mà cộng sản uh, kiểm soát cho tới bây giờ do đó thì vẫn không lấy làm lạ khi người bắc mở miệng ra là chửi thề và chửi thề rất nhiều và chửi tục rất nhiều đây là cái văn hóa do giáo dục của cộng sản đem lại từ nhiều năm nay trong xã hội miền bắc và bây giờ tới mức mà các viên chức quan chức và cán bộ của thành phố Hà Nội đã phải lên tiếng và kêu gọi giới hạn cái việc chửi tục chỉ thề ở ngay tại Hồ Gươm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay Và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho phần tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người Trong chương trình Hiêu tinh Nhật Ký vào chiều ngày hôm nay Cũng trên channel Trần Nhật Phong Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả mọi người Bye bye